bạn mang theo một ly trà tắc. Chưa kịp uống, chưa kịp ngồi xuống ghế luôn, thì người đồng nghiệp kế bên lại chỏ cái mỏ của họ vào. Hút lấy hút đợi, cái ống hút duy nhất trong ly trà tắc đó. Uống đã đời rồi, còn quay qua nói với bạn là: Em, hôm nay trà tắc hơi chua nha. Ok, chào mừng các bạn đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Đi làm, điều mà bạn quan tâm nhất là gì? Ngoài lương ra thì những mối quan hệ tại chỗ làm đó, nó cũng rất là quan trọng luôn. Nếu mà chọn giữa một môi trường làm việc lương cao nhưng mà đồng nghiệp toxic và một chỗ lương thấp, đồng nghiệp cũng toxic, thì mình thà nằm nhà ngủ. Ồ, alo, biết chọn dữ à. Chung quy, làm thế nào để mà được mọi người yêu quý tại chỗ làm đây? Mình nói trước, tính của mình sẽ không phải kiểu là: à, tao kêu mày làm màu đi, tao kêu mày ráng coi cái video này để mà mày diễn thiệt là nhiều vô một khoảng thời gian thôi thì mày sẽ được đồng nghiệp yêu quý. Không, phải xuất phát từ chính con người thật của mình. Cái gì thật thì nó mới đi lâu được. Đừng quên, kênh Ký Kỳ Cục còn có phiên bản podcast để mà các bạn có thể tập trung lắng nghe giọng của mình hơn. Các bạn hãy để lại một lượt đăng ký cũng như nhấn vào nút chuông để nhận thông báo cho những video mới nhất nha. Điều đầu tiên mà mình học được đó là tôn trọng quyền riêng tư. Nói về điều gần đây nhất đi, bạn nghĩ như thế nào nếu mà một ngày vào chỗ làm, bạn mang theo một ly trà tắc, chưa kịp uống, chưa kịp ngồi xuống ghế luôn, thì người đồng nghiệp kế bên lại chỏ cái mỏ của họ vào. Hút lấy hút đợi, cái ống hút duy nhất trong ly trà tắc đó. Uống đã đời rồi, còn quay qua nói với bạn là: Em, hôm nay trà tắc hơi chua nha. What? Họ còn lấy đi cây dù của bạn mà không báo một tiếng. Đợi đến khi bạn tan sở rồi á, trời vẫn còn mưa, nhưng mà lại không thấy cây dù của mình đâu. Vân vân, may. Bạn sẽ nghĩ như thế nào? Bản thân mình, khi mà đã đi làm ra ngoài đời rồi ấy, thì mình cũng có một cái nguyên tắc cho bản thân. Đó gọi là một cái ranh giới luôn. Đó là mình không có được tùy tiện đụng chạm vào đồ của người khác. Nếu mà có sự cho phép của họ thì mình cũng chỉ sử dụng cái món đồ ấy mà giữ kẻ hết mức có thể. Cái này bạn làm chung với mình bạn sẽ biết. Và nhất là mình sẽ rất là hạn chế đụng vào điện thoại của người khác. Nếu mà đồng nghiệp có cho coi một cái tấm hình nào đó đi, thì mình chỉ coi mỗi tấm hình đó thôi, sẽ không tùy tiện quẹt trái quẹt phải. Không phải là suy nghĩ sâu xa về những cái tấm hình của họ hay như thế nào đó, mà kiểu mình nghĩ nôm na như vậy nè. Mỗi người ở một cái môi trường khác nhau sẽ có một cái cư xử khác nhau. Như là khi mà ở môi trường này thì họ sẽ cư xử kiểu này, và ở môi trường khác thì họ sẽ cư xử kiểu khác. Giống như là khi bạn ở nhà thì bạn cũng sẽ cư xử khác như khi bạn ở trong trường cũng như ở chỗ làm, đúng không? Mình tôn trọng cái quyền riêng tư của người khác, vì trên hết mình cũng muốn họ tôn trọng cái quyền riêng tư của cá nhân mình. Cái việc á, mà bạn tùy tiện sử dụng đồ của người khác mà không có sự cho phép của họ, rồi sau đó bạn quay ngược lại, bạn trách là: ủa, sao mà khó khăn vậy, mượn có một xíu mà làm gì căng. Đừng có nói như vậy, vì đó là điều bạn đáng phải nhận mà. Bạn đánh giá tôi thì tôi cũng tự biết đánh giá ngược lại bạn mà, đúng không? Mà ngộ một điều nha, những cái con người như vậy á, họ lại cực kỳ ghét người khác đụng vào đồ của mình. Chớ trêu là như vậy á, không hiểu luôn. Kiểu mà có qua mà không có lại ấy. Việc của mình á, là hãy tôn trọng sự riêng tư của người khác, không gian của người khác. Làm được như vậy thì người ta mới tôn trọng và quý mến bạn. Ok? Giờ cái người đồng nghiệp mà mình đề cập ở trên á, họ chẳng được lòng ai cả. Bây giờ trong công ty là hầu như không ai muốn làm thân với họ, hay là thậm chí là chỉ đơn giản là bắt chuyện cũng không ai muốn làm điều đó nữa. Điều thứ hai á, đó là đừng tạo drama. Làm ơn đấy. Bạn tin là từ lúc mình bắt đầu cái công việc cho đến mình nghỉ á, là mình không hề biết tới một cái drama nào của công ty cả. Nghe thì nó hơi nhàm chán ha. Mình thuộc cái kiểu người nếu mà ở ngoài đời thường á nha, thấy một cái drama nào đó là sẽ bắt ghế ra xem á. Ý là một cái con người nhiều chuyện á. Nhưng mà nếu mà đi làm nha, thì thường tâm trí của mình sẽ tập trung vào cái công việc mình đang làm thôi.
Và nếu mà có tán gẫu á, thì thường mình cũng sẽ nói những cái câu chuyện mà không đụng chạm ai hết á. Cái này thì mình biết là mỗi người sẽ mỗi tính. Mình nhớ hồi mình làm công việc chăm sóc khách hàng á, những ngày đầu khi mà chưa quen công việc, mình được cho ngồi gần với một cái chị đồng nghiệp kia. Những ngày đầu nha, chỉ là người tạo ra một cái bầu không khí rất là vui vẻ hoạt náo. Nhưng mà khi mà càng ngồi gần chị, mình lại có cái cảm giác là nó hơi bị sai sai. Cụ thể là chị sẽ tạo cái cảm giác là mình luôn là người có lỗi. Giống như khi một cái vấn đề khách hàng đưa đến cho mình chưa hiểu thì mình sẽ chạy đi hỏi chị. Chị thường sẽ là người không trả lời, và nếu mà trả lời thì cũng chỉ trả lời một nửa thôi. Thì mình đành phải chạy đi hỏi người khác. Đến khi mà cái vấn đề đã được giải quyết rồi á, thì chị mới quay sang chị hỏi mình là: "Ủa em làm gì mà em hỏi chị xong em lại chạy qua em hỏi bạn khác? Em làm vậy em có biết là em không tôn trọng chị không?" Mình lúc đó là mình đơ luôn. Mình đã phải rất là chật vật tìm cớ để mà đổi sang một cái chỗ ngồi khác. Thật sự nha, đi làm nó không có mệt, nhưng mà đi làm gặp đồng nghiệp drama nó mới là mệt. Những cái ngày mà chị nghỉ á là mình nhẹ cả người luôn. Và mình có cảm giác nha, trong văn phòng dù không nói thành lời nhưng mà hầu như mọi người xung quanh ai cũng sẽ thoải mái hơn. Trước cái vụ này á, mình cứ tưởng là một người hài hước hay pha trò thì sẽ không bao giờ toxic. Nhưng mà không nha, những người nháy á, khi mà toxic á, mới mệt á. Đối tượng bị cô lập sẽ không có cách nào để mà ngăn chặn cái điều ấy luôn á. Về sau thì mình còn biết thêm chỉ sẽ là người chia bè chia phái ở chỗ làm nữa. Và đối với những bạn mới vào á, thì chỉ ai của chị cũng sẽ tìm cách làm thân, nhưng mà hầu như chỉ được một khoảng thời gian thì hầu như là ai cũng sẽ không ngồi gần chị nữa, ai cũng sẽ né chị hết. Điều thứ ba á, đó là hãy quan tâm đồng nghiệp. Sở dĩ mình dùng từ quan tâm á, vì mỗi người trong chúng ta sẽ có một cái cách rất là riêng để mà quan tâm một ai đó. Tại chỗ làm, sau khi mình đã di chuyển đổi chỗ, thoát khỏi một mớ drama rồi ấy, thì lúc này mình được sắp xếp ngồi gần một cái bạn kia. Thoạt nhìn thì bạn là một người không có gì nổi trội cả. Bạn không hài hước, không náo nhiệt hay là không làm bất cứ điều gì thu hút bất kỳ ai tại chỗ làm cả. Nhưng mà bạn tin không? Chúng ta sẽ có một cái giác quan gọi là giác quan thứ sáu ấy. Chúng ta sẽ cảm nhận được cái nguồn năng lượng của những người xung quanh và người đối diện ta phát ra. Giai đoạn đầu thì tụi mình không có nói chuyện quá nhiều với nhau đâu, nhưng mà càng ngồi gần với bạn đó thì mình lại càng cảm thấy rất là thoải mái. Những hôm mà mình mệt nha, thì bạn sẽ hỏi thăm nè, động viên nè, thậm chí là đưa cho vài cục kẹo để mà bổ sung đường ăn cho nó đỡ mệt nữa. Thật sự nha, chưa bao giờ mà mình lại cảm thấy muốn đi làm như là cái dạo đó. Nên là mỗi khi vào ca á, mình thường sẽ tranh suất để mà được ngồi gần bạn đó. Cũng như lúc đầu mà mình đã nói á, thì cái gì xuất phát từ thật tâm thì nó mới lâu bền được. Bạn không có cần phải mỗi ngày đi làm là một phần quà hay là ra vẻ gì hết. Cảm nhận được hết ấy. Hãy thật tâm quan tâm những người làm chung với bạn. Có thể không chỉ dừng lại ở đồng nghiệp, mà các cô chú tạp vụ nè, hoặc là các cô chú bảo vệ cũng vậy. Có thể là một cái gật đầu nhỏ, một lời chào hỏi, mở cửa giúp nè, hoặc là cầm hộ đồ, vân vân. Bạn đang không biết cách quan tâm một ai đó hả? Bạn có nghĩ đơn giản như vậy nè, là bạn muốn người ta quan tâm bạn như thế nào, thì hãy quan tâm họ như vậy. Ok, đó là tất cả những gì mà mình muốn truyền đạt với mọi người trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và xem hết chiếc video này, cũng như đã để mình có cơ hội tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn nha. Bất cứ thắc mắc cũng như là góp ý gì thì hãy liên hệ vào những cái địa chỉ mà mình để dưới phần mô tả ha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.